Cái ấn tượng lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào? Bữa đó là trời mưa, em đi uống cà phê, rồi gặp cô này uống với bạn. Ủa là sao? Là không có liên quan gì hết? Dạ không. Dạ. Ấn tượng của em bạn này là mình đã hơi tròn, hợp gu của em, hơi dần tròn, xinh xinh. Tình yêu xét đánh đúng không? Vừa thấy cái thích liền đúng không? Dạ. Vậy ấn tượng của em về bạn này là sao? Dạ, em không có ấn tượng gì hết chị. Và chỉ là em đang ngồi thì ảnh lại ảnh xin số thôi. Ủa sao kỳ vậy? Bây giờ chị đang rất ấn tượng mà về ngoại hình thì bạn thật sự rất là ấn tượng mà em nó không ấn tượng gì hết thì chị có vẻ. Có thấy một tự nhiên một anh chàng mà đồ sổ cả một lại à. Không, em thấy bình thường à. Đó giờ dạ. em chơi mấy người bự bự gì không? Dạ không, tại em thấy ở ngoài nhiều rồi nên em thấy ông này cũng bình thường. À, nói sao? À, nói gì ta quên. Anh nói gì? Em nói là cho anh xin số điện thoại được không? Hỏi vậy luôn, hỏi thẳng vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Không có thính thiết gì luôn hả? Dạ không, nhưng mà lúc đầu không cho, em đứng cũng 23 phút bây giờ. Em chỉ em cười là em tưởng đâu là ổng đi luôn. Ai ngờ ổng đứng nữa. À. Em cho số điện thoại. Dạ. Bạn không cho cái em đứng luôn. Mặc dạy đứng luôn chị. Mà em đứng mà xong cái em có kiểu... Dạ không, lúc kia lúc đó em mới thi xong nên em hơi béo. Nó chưa có tướng chưa có vậy, chỉ có nhìn hơi béo chút xíu. Rồi thì bao lâu thì cái khoảng thời gian mà gọi là tán tỉnh nhau đó, thời gian bao lâu thì hai bạn chính thức quen nhau? Dạ khoảng 10 ngày. Không có chiêu gì không? Dạ không, lúc đó là em về em đi công tác. Lúc đó em đang công tác là em nhắn cho bạn này. Em nói là có muốn mua quà gì không? Bạn này nói thôi không cần mua quà. Ủa đã quen gì đâu. Dạ. Mới chỉ là trên tinh thần bạn bè thôi. Em dùng vật chất ra em chiêu dụ. Đúng, đúng, đúng. Đúng rồi không? Chị nói đúng. Mà em nhưng mà không bị, không sa ngã. Em có cắn câu không? Không, em nói là em không có cần. Chỉ trong 10 ngày là đổ. Dạ thì nhắn tin nói chuyện qua lại rồi hẹn đi chơi thôi chứ. Qua lại gần bao nhiêu lâu thì hai bạn mới gọi là ngấm ngầm chính thức hiểu nhau là em là bạn gái của anh là bạn trai của em. Đi hình như Vũng Tàu vậy đó, 2 tuần. Hai tuần. À đi chơi xa hả? Dạ. Em quyết định đi chơi xa luôn hả? Dạ, là ngày lễ 2 tháng 9. Khi mà đặt chân tới một cái nơi xa lạ thì chúng ta phải có một cái chỗ nghỉ dưỡng. Hai bạn đi quyết định chọn resort hay là khách sạn? Dạ khách sạn anh. Có kỷ niệm gì không? Để My nói nè. À, bây giờ anh nói đi. Vậy là em đặt cái phòng 2 giường. Nhưng mà lúc đầu là 2 giường, 2 giường ở ngoài. 2 giường đồ. Riêng phải không? Dạ riêng. 2 giường đồ à, anh nhức đầu á à. Rồi sao nữa? Cái thời nửa đêm 2 giường xích vô nhau. Nửa đêm là 2 giường xích vô nhau. Lúc đầu không, nhưng lúc đầu là nó lạnh quá chị. Em chịu lạnh không được. À. Bạn này chịu lạnh được mà đi Hàn Quốc được ha. Anh ngủ mới lạnh không được. Sáng chân ảnh nó hơi bị tê á. À vậy là đúng thiệt vậy. Rồi sao nữa? Cái ảnh đúng chân vô cái chỗ ấm. Bạn thủ thằng rõ ràng là phải tìm một cái chỗ ấm áp. Ừ đúng là bỏ chân vô mền hả em? Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa nè? Rồi thì lúc đầu bạn này không cho rồi cũng hèo hồi cũng cho. Rồi trong đêm đó bao nhiêu? Rồi. Quà bả giờ hôm nay mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Hỏi thẳng luôn chứ. Dạ 7 lần. Đó. Một đêm. Dạ. Rồi em là kỷ lục mới của đàn ông rồi. Thiệt hả em? Dạ thiệt chị. Trời mới đầu khèo không cho mà 7 luôn. Wow. Qua cái lần bỡ ngỡ đầu tiên đó đó. Em là người dụ anh lại hay là anh dụ em tiếp? Đây là hai người tự ngã mắt cái nhìn nhau hiểu. Ok. Dạ. Ừ. Là từ 12 đêm tới 7 giờ sáng. 9 giờ sáng lận. À. Ờ dạ. Rồi đó thôi. Sau đó là hai bạn ở trong phòng luôn chứ. Nhưng tôi có thấy dạ. Biển không? Dạ không, mình em có thấy biển không? Chỉ có đi ra ăn rồi xong. Ăn để lấy năng lượng. Ngoài cái con số 7 đó ra đi. Bây giờ mình quay trở lại câu chuyện tình yêu. Cái điểm nào? Sau cái ấn tượng đầu tiên đó là tới cái điểm nào mà em chính thức em thấy yêu? Khi mà em nói một vấn đề gì ra, bạn này phân tích hai mặt cho em đúng sai. Phân tích cho em hiểu rõ. Với lại bạn này hiểu chuyện. Trong cuộc sống của em nó tại cái background cũ của em nó hơi bị tệ. Nhưng bạn này biết được, bạn này cũng không nói gì. Em đã có vợ rồi. À, đã từng. Em ly dị rồi. Vậy thời gian mà em gặp My là lúc đó là ly dị rồi? Ly dị rồi chị. Ly dị được lâu chưa? Dạ cũng được vài tháng. My có bao giờ suy nghĩ hay là... lăn tăn về cái chuyện đó? Có lăn tăn gì? Không chị. Người vợ cũ có bao giờ nhắn tin lại cho Quốc làm anh? Phiền có bao giờ làm phiền cho cái mối quan hệ của hai bạn không? Dạ không, em nghe nói là chỉ có nhắn tin trong cái khoảng thời gian đầu á, lúc mà chưa biết ông này quen em nè là có nhắn tin níu kéo bạn này đúng không? Ừ nhưng mà em không có trả lời. Thường mấy cái đó em không đọc, em bất đọc lắm. Hai bạn là quen nhau là bao lâu thì mới có một cái suy nghĩ rằng là sẽ về chung một nhà? Khoảng 6 tháng là có em bắt đầu có thi đấu á. Ừ. Thì khúc mà em siết thì cái tính tình của em nó sẽ thay đổi. Một phần nữa là em cũng có biến cố gia đình á. Như bạn này ở bên cạnh em, bạn an ủi em, với lại bạn chịu được cái tính của em lúc mà em thay đổi, em siết á.
thì em sẽ thay đổi thất thường lắm. Nó là thay đổi về cả tâm sinh lý. Dạ đúng rồi. Siết là sao? Dạ là em sẽ giảm đường mỡ xuống thấp nhất. Khoảng từ 1-3%. Lúc đó thì ăn uống là phải kiêng khem dữ lắm. Dạ đúng rồi. Nên tâm tính trong người của mình nóng nảy. Dạ. Thì lúc đó là biểu hiện của Quốc Anh như sao Hồng My? Hay là lớn tiếng lắm. Tiếng trước tiếng sau là em thông cảm cho ảnh á, nên em không có nói. Thường em im không. Vậy hả? Vậy có thể thấy rằng là rõ ràng là tính cách của bạn gái là một người rất là nhẫn nhịn, rất là hiền. Bình thường là em là có phải làm huấn luyện viên để dạy ở trong phòng gym không? Không, em freelance anh, chứ là em cứ kinh doanh thêm thực phẩm chức năng. Cái tính chất công việc của em có phải tiếp xúc nhiều với lại nhiều người phụ nữ không? Bạn có nghi ngờ hay là suy nghĩ không? Chỉ có thời gian em mang bầu em mới nghi ngờ thay đổi bản tính á. Ồ, bây giờ em đang mang bầu. Dạ. Em đã mang thai được bao nhiêu lâu rồi? 6 tháng. Vậy không hề biết gì luôn ha. Tôi không biết nha, thật sự là tôi không biết. Chúc mừng em nha, trước tiên là chúc mừng hai bạn. Dạ. Cái điều đó xảy ra khi nào, ở đâu? Em cũng không biết nữa. Trước khoảng năm ngoái á, là bố em là bác sĩ, bố em có test cho em rồi là em bị yếu. Nhưng mà tự nhiên em bé nó tới là tới luôn. Đó là cái gì? Không tin trước, ổng hồi không tin là mang bầu. Tại vì ổng nghĩ là không có thể nào mà dính bầu được trong cái lúc ổng đang siết như vậy. Rõ ràng đây là một cái giống như một cái định mệnh với cái chuyện mà bầu 6 tháng như vậy. Thì hiện giờ có vấn đề gì cản trở cuộc sống của hai bạn không? Hai bên gia đình bàn chuyện đám cưới á, hai bên là coi ngày là không bên nào coi ngày được á, là do làm ăn của ông này nên thành ra là không có làm đám cưới được, là chỉ đợi là sau khi em sanh xong mới làm đám cưới. Nhưng mà cả hai bên gia đình người lớn đều thống nhất luôn là chưa đám cưới hả? Dạ, tại vì bên gia đình anh này đi coi là cũng không được, mà bên gia đình em đi coi là cũng không được luôn. Mỗi người đi coi khác mà đều không được hết, nên thành ra đành chấp nhận là không có cưới. Lúc mà nghe vậy dời một cái thời điểm khác thì thật sự trong lòng của bạn đang nghĩ như thế nào? Dạ thực chất em cũng hơi buồn, nhưng mà do câu chuyện làm ăn của em á, nó chắc chở em cãi mấy lần rồi, toàn cãi là sai không à, nên bây giờ nghe là người lớn luôn. Chị là tính là bao giờ? Sinh xong em bé là cưới liền. Là khoảng năm sau? Dạ năm sau. Giờ chỉ đợi là tới ngày em bé sinh ra được khỏe mạnh, sau đó là mình có một cái đám cưới thật là đẹp, đúng không? Là coi như là chuyện nó viên mãn. Dự định trong tương lai của hai bạn sẽ như thế nào? Trước tiên là giờ tụi em dự định là xong là chỉ đám cưới thôi, rồi lo làm ăn như vậy thôi. Khoảng bao nhiêu lâu nữa là đám cưới? Khoảng nửa năm không? Nhắm tới sao mấy? Đợi khoảng 1 tháng, 2 tháng. 6 tháng. Dạ, để 1 tháng, 2 tháng kìa. Không, cơ địa của bạn này cũng dễ, em nghĩ chừng tháng là bình thường rồi. Có nghĩa là nhắm vòng vòng là khoảng tháng mấy năm sau? Dạ, tháng 2, tháng 3 vậy đó. Đặt hiệp, đặt đồ chưa? Dạ, em bên nhà em làm nó được rồi. Okay, nói chung là trên tinh thần là hai bạn cũng đã gọi là được sự ủng hộ rất nhiều từ hai bên rồi. Chỉ có về mặt thời gian thôi, đúng không? Dạ. Có ở chung với nội ngoại hai bên không? Như thế nào? Dạ không, tết cuối năm nay em mua nhà, dọn về cho mẹ con của mẹ này ở riêng. Thời điểm này có lúc nào cảm động mà ảnh chăm sóc cho em mà em thương không? Có nhưng mà ít lắm. Bình thường là ổng cũng đã quan tâm vậy rồi, có bầu cũng vậy nữa. Không có hơn? Không có hơn. Cái lúc mà mình phát hiện mình có bầu á, lúc đó cảm giác em sao? Em không có vui. Tại vì em đâu có muốn nó xảy ra đâu. Có ổng là ổng vui, ổng kêu để. Dạ. Dạ, em mới chịu theo ổng đó. Chứ là thực sự em chưa muốn có bầu, em chưa có sẵn sàng muốn có em bé. Trong quá trình mang bầu á, có lúc nào em cảm thấy hối hận không? Có. Tại sao vậy? Là em với ổng gây lộn, mười phần là đám cưới không có được diễn ra như cái em muốn á. Coi lần coi ngày là không có làm được cái ngày đám cưới, nhưng mà trong thâm tâm em vẫn muốn làm. Tới thời điểm bây giờ, bạn nghĩ rằng cái chuyện mà có con nó đã đúng thời điểm rồi? Thực chất là em tính là năm sau hay là cưới xong mới có con, nhưng mà bây giờ trời cho rồi, em cũng mừng lắm. Nói chung là trời cho thì mình cứ nhận lấy thôi, chứ không có thể tính trước được. Là tình kinh tế của em hiện tại cũng đủ khả năng lo cho em bé cũng như lo cho mẹ My. Lúc đó thì em chưa sẵn sàng có em bé, nhưng mà có sẵn sàng kết hôn chưa? Chưa luôn. Vậy thì cái quyết định kết hôn là do có em bé? Dạ đúng rồi. Nhưng mà tới thời điểm này em có thấy hoàn toàn hài lòng ở người này sẽ là chồng và cha của con mình không? Chưa hài lòng lắm, vẫn còn thiếu sót nhiều. Có cái điều gì để làm em vui lên mà chồng em có thể làm được cho em á? Em có mong muốn gì ở chồng không? Là em chỉ muốn là ổng quan tâm nhiều hơn nữa thôi, hành động á, chứ không phải là lời nói. Hỏi thăm em nè, rồi làm việc này việc kia cho em vậy đó. Nhiều khi có mấy cái chuyện nhỏ thôi mà ổng làm được, như kêu em lấy này lấy kia cho ổng không lấy. Vậy đó. Em kêu ổng là quan tâm em hơn chút thì ổng nói là ổng có quan tâm, nhưng mà em thấy vậy chưa đủ. Em muốn sao? Quan tâm nhiều hơn thôi, chỉ là hành động á. Ổng đi với em, ổng hay
cầm điện thoại nhiều, ít có hỏi hàng em nữa. Tại vì ổng công việc của ổng á. Đó. Em chỉ muốn ổng đừng có cầm điện thoại nhiều á thôi. Trong cái suốt khoảng thời gian 2 năm qua cùng với My, không hài lòng với nhau hay muốn nhau thay đổi để có thể sẽ được vui vẻ tới cuối cuộc đời, thì bạn nghĩ rằng bạn muốn My thay đổi điều gì? Vậy là em chỉ cần bạn hiểu cho em về công việc của em thôi. Thứ hai nữa là khi mà giận á, bạn nói chuyện thẳng với em là những cái gì bạn giận hay là những cái gì không hài lòng, cứ nói thẳng cho em biết là được rồi. Nhiều khi bạn giận bạn im thì em không biết bạn giận về cái gì. Bạn cần cái gì cứ nói. Nhiều khi em làm mà bạn cũng không thích em làm, giống như là em đi công tác em mua rồi em mua quà về cũng được, nói tại sao lại tốn tiền như vậy. Ngay lúc này thì bạn đã suy nghĩ kỹ chưa về quyết định là sẽ ngày hôm nay chính thức cầu hôn mình? Dạ, cũng suy nghĩ kỹ rồi. Thực chất là em suy nghĩ kỹ từ lúc đầu năm nay rồi. Có một khoảng thời gian là phải nói là em không nghĩ là My có thể giúp em được vượt qua được khoảng thời gian đó. Tại lúc mà mới khởi nghiệp á thì em gặp một biến cố rất là lớn. Nhưng mà My cũng không có hỏi han gì, mà đứng phía sau hỗ trợ em được vượt qua cái biến cố đó. Hỗ trợ bằng cách nào? Có nghĩa là lúc mà em làm ăn á thì em thua lỗ. Nhau về tài chính. Dạ, tài chính. Thứ hai nữa là cổ đứng phía sau, cổ an ủi em, với lại cổ lúc nào cũng không làm em nhục chí, cổ cũng cho em động lực á. Đã bao giờ My thấy những giọt nước mắt của bạn chưa? Có một lần rồi ạ. Nhưng mà chỉ là thấy rơi thôi, ướm thôi chứ chưa có thấy rõ. Lúc đó lý do là sao khóc? Đã là nhiều khi em nói cho cổ hiểu mà cổ không chịu hiểu á. Em tức quá em mới rưng rưng thôi chứ chưa khóc trước mặt phụ nữ. Em đã nói là em đã từng hối hận vì em bé. Rồi nếu mà em quyết định thêm một bước nữa rồi em lại nói là em hối hận vì cái quyết định kế tiếp đó nữa thì cũng là một cái hậu quả lớn. Đã có nghĩ rồi, nên thành ra bây giờ là em coi ổng như thế nào trong cái lúc em mang bầu, để em có nghĩ là em có nên đám cưới. Có nghĩa là bây giờ vẫn là cái giai đoạn thử thách. Dạ. Quan sát rồi. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Trăm thì chắc chưa tới 50 đâu. Wow. Nhưng mà thật ra là bạn có bao giờ bạn hỏi bản thân mình là thật ra đối với cái người phụ nữ này mình hiểu cổ được bao nhiêu phần trăm? Dạ. Có bao giờ bạn tự hỏi điều đó? Thì có anh. Em nghĩ là em hiểu cổ được khoảng từ 60-80%. 60-80%. Dựa vào đâu bạn nói như vậy? Dạ, nhiều cái em chỉ cần nhìn biểu hiện của My thôi là em có thể hiểu được là My muốn gì. Nhưng mà nhiều khi là phụ nữ mà sáng nắng chiều mưa mà. Nhiều khi em nghĩ như vậy nhưng mà lại nó lại trễ vào hướng khác, nên là ngoài 20% nữa là chưa có hiểu được. Bây giờ bạn hãy nhìn vào máy, bạn hãy nói gì một lời nào đó với My rằng là sự quyết tâm của bạn trong tương lai để sẽ có được cái gia đình hạnh phúc. Dạ. Chào em. Thực chất là từ trước tới giờ á, anh cũng chưa bao giờ mà làm những cái việc này. Hôm nay nhờ chương trình á, cũng như mà nhà bác Sơn và chị Lan Trinh hỗ trợ tác hợp cho mình để đến với nhau, thì nói chung là từ trước tới giờ anh chưa bao giờ gặp một con gái nào mà anh thật sự muốn lấy làm vợ như em. Thứ hai là không thể sống một giây nào mà thiếu em được. Nếu mà được thì hãy đồng ý làm vợ anh nha. Hành động lãng mạn nhất của ông dành cho em là gì? Chưa có. Thế giờ sinh nhật thì sao? Mấy ngày kỷ niệm sao? Năm đầu thì sinh nhật có tặng nhưng mà năm sau thì không có. Chị hỏi em thích cái gì thì đi mua thôi. Vô bạn Hạnh ha, lên lầu 3 nha. Dạ. Bye My. Dạ bye chị. Luôn giống như là chuẩn bị thi đấu vậy. Chưa bao giờ chuẩn bị kỹ như vậy. Em muốn rước bạn này và làm vợ của em lớn. Và hôm nay có cơ hội thì đi cưới tới luôn đi. Em chỉ sợ bạn mệt thôi. Tại vì hiện tại bạn đang 26 tháng. Chỉ sợ bạn mệt. Bạn hơi mệt, chờ đợi hơi mệt một xíu. Em mong bạn sẽ không có xúc động nhiều quá. Em à, giữa thành phố tấp nập bao nhiêu người, anh đã gặp em như một định mệnh của cuộc đời anh. Bảo vệ em thật chu toàn nhất. Và những lời đó cũng là những điều anh nói với em. Trước khi quen em á, anh là một con người khá là bồng bột, khá là trẻ trâu cũng như là nông nổi. Anh chưa bao giờ có cảm giác mà muốn thật sự bên cạnh một người như thế nào. Em cho anh cảm giác an toàn, cho anh cảm giác chưa bao giờ mà anh được. Vì bây giờ ông mới làm vợ của anh nha. Mở này ra đi. Nè.
hình con của mình nè. Rồi mở cái hộp quà thứ hai ra. Kiểm tra coi, mình đói coi. Không hay. Làm vợ của anh nha.